Mimi, tao hỏi này, mày biết cái phòng khám phụ khoa là uy tín không? Sao có vấn đề gì? Này, tao mới kiểu bị mấy cái mụn ở giữa vùng kín này, mà tao đang nghi ngờ là kiểu là mụn do HPV hay là sừng hồng hà gì đấy. Tao không dám chắc nhưng mà tao sợ lắm, mà bây giờ tao muốn tìm cái địa chỉ nào mà uy tín này, mà nó giữ bí mật được, chứ tao ngại lắm ấy. Này, bây giờ mày đi ra phòng khám ấy, Ừ. vài triệu, Ừ. mất thời gian, sao lại còn bị ngại Xấu đúng hổ không? ấy. Nhưng mà đây không cần, tao Sao? bảo mua cho tao cái gel xóa mụn Soritop này, À. bôi vào cái chỗ đấy, Thế á? 5 đến 7 ngày là nó sẽ rụng. Thế á? Hiệu quả như thế thì tao sợ là nó lại còn toàn chất chất cấm ấy. Mày yên tâm, cái Soritop này thành phần toàn thảo dược thiên nhiên, nên là an toàn lành tính nhá. Mà cái sản phẩm này được bày bán ở nhiều siêu thị với cả hiệu thuốc ở trên toàn quốc Thế rồi. á? Chữa được mụn HPV gây ra này, nó còn chữa được cả mụn cóc, mụn viêm, rồi cả mụn thịt, rồi cả mụn sừng hồng hà nữa. Thế á? Nói chung là rất là ok luôn mày ạ. Này tao bảo này, thế nhưng mà mày cái này chắc đắt lắm hả? Mày bắt phó thôi là mua được Thế rồi. á? Này, uy tín chất lượng này, thế mày cho tao mượn tao về tao dùng đi. Tao đưa cho mày lọ này nhưng mà có còn một ít thôi. Đấy, xong dùng hết thì có thể bấm vào đường link góc trái mà mua nhá, miễn ship Ok, đấy. tao cảm ơn mày nhá.